Hôm qua ngày 8 tháng 5, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đại diện viện kiểm sát, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an hai tỉnh là An Giang và Long An đã gửi lời xin lỗi đến ông Lâm Hồng Sơn cùng gia đình ông về việc khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Sơn không đúng quy định của pháp luật. Trước các cán bộ cơ quan tố tụng, ban ngành địa phương, ông Lâm Hồng Sơn phát biểu cảm nghĩ, sau đó chấp nhận lời xin lỗi, cải chính công khai của cơ quan chức năng. Ông nói: "Cảm ơn Viện kiểm sát nhân dân, công an hai tỉnh An Giang và Long An cùng các ngành chức năng có liên quan đã lắng nghe và xem xét." Ông Sơn còn yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang bồi thường hơn 3,1 tỷ đồng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An bồi thường 2,7 tỷ đồng, đồng thời đăng báo xin lỗi ba kỳ liên tục trên báo trung ương và báo địa phương. Liên quan đến trách nhiệm này, chúng tôi trao đổi cùng luật sư Lê Văn Lâm, trưởng văn phòng luật sư Mê Công, trụ sở tại thành phố Tân An, tỉnh Long An để tìm hiểu thêm quá trình điều tra, đình chỉ vụ án khi đang thụ lý trách nhiệm bồi thường. Theo luật sư Lâm, công dân bị khởi tố, tạm giam, tạm giữ, sau đó cơ quan tiến hành tố tụng, ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án trả tự do vì hết thời hạn tạm giam, tạm giữ mà không chứng minh được người đó có thực hiện hành vi phạm tội hoặc chứng minh được hành vi của người đó không cấu thành tội phạm Công dân đã bị truy tố ra tòa án để xét xử nhưng tòa án tuyên bố bị cáo không có tội hoặc bản án kết tội của tòa án cấp dưới bị tòa án cấp trên hủy, tuyên bị cáo không có tội. Căn cứ theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 tại điều 70 về trách nhiệm thu tiền hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ chuyển sang cơ quan tổ chức khác, cụ thể cơ quan tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng trả lương cho người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thu tiền hoàn trả theo quyết định hoàn trả.